Rất là ngon. Hấp dẫn thật á. Thơm quá à, thơm mắm quá trời. Ôi, thơm mắm quá trời luôn. Thì giờ mình nặn miếng chanh vào nha cả nhà. Mình sẽ nặn miếng chanh vào. Tôi, bữa nay mua vé số ngó đúng luôn rồi. Đợi chút rồi cưng. Thì mời cả nhà cùng thưởng thức với Quyền nha. Vậy, cho miếng đậu chuối nữa vậy. Thơm quá thơm. Thơm quá thơm cả nhà. Dạ, yeah, ngon quá ta ơi. Ngon. Vừa ăn rất là vừa ăn ngon. Ok. Cho thêm dưa đào nữa chú. Tiền mời cả nhà nha. Quyết nè mà, quyết hả? Ừ. Này này. Quyết đi. Ngon quá. Ăn đúng ngon thiệt. Ngon. Tuyệt vời. Tiền mời cả nhà cùng thịt. Wow, 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 quá đã luôn. Cả nhà ơi, hấp dẫn. Đây, một nồi đang nấu luôn nha cả nhà. Một nồi đang nấu luôn, hấp dẫn nha, đang hấp luôn. Cả nhà ơi, thì cái này là 35.000 một chục nha. Mình sẽ lấy 20 nha cả nhà. Mình lấy cái nhân chuối, nhân đậu nha. Anh em nè. Đây là bánh lỗ tây heo cả nhà. Bánh lỗ tây heo, còn đây là bánh đuông nha cả nhà. Bánh đuông. Đặc biệt ở Bến Tre, đặc biệt đây là dừa sáp nha cả nhà. Thì cái này là đặc biệt nhất là dừa sáp nha, Bến Tre. Đây dừa sáp nè. Huyền nghe nói dừa sáp nhưng mà Huyền cũng chưa từng ăn lần nào cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ vô Trà Vinh ăn bún nước lèo nha cả nhà. Đây, bún nước lèo là đặc sản ở Trà Vinh nha cả nhà. Thì bây giờ mình ghé vào quán bún nước lèo mình ăn nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà theo chân Như Huyền vô ăn bún nước lèo nha. Đây thì mình sẽ vào quán Cát Tường nha cả nhà. Hủ tiếu gà, bún nước lèo và bánh canh giò heo nha cả nhà. Thì ở đây rất là đầy đủ. Thì Như Huyền vào đây thì Như Huyền đặc biệt là bún nước lèo nha cả nhà. Thì bây giờ Như Huyền sẽ mời cả nhà theo chân Như Huyền vào ăn bún nước lèo nha. Đây mọi người cũng ăn đông lắm nha cả nhà. Nha Độn đây cũng nổi tiếng lắm mà mình vô ăn thử nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ cũng lần đầu tiên mình sẽ ghé cái quán này ăn bún nước lèo nha cả nhà. Bún nước lèo miền Tây nha. Đây là bánh canh giò heo nha cả nhà. Thì anh em nó ăn nè cả nhà. Em ăn trước, đói quá rồi ăn trước cả nhà. Mình ăn bánh canh mình không có thiếu ớt nè cả nhà. Đó, rồi chanh nữa nè cả nhà. Nó mình bỏ vô cái thì nó hòa quyện ăn nó rất là ngon nha. Xịt thêm miếng tương ớt nữa tuyệt vời luôn nè. Đó, thêm miếng tương ớt nữa nè. Ồ, rất là ngon cả nhà ơi. Làm sao? Ngon không cưng? Ngon không? Ngon không? Ngon chị. Không ngon thiệt à, nhìn tô bánh canh này ngon nha. Hấp dẫn lắm đó. Giò heo rồi rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Rất là ngon luôn đó nha. Cả nhà cùng ăn bún mắm với Huyền nha. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết nha cả nhà. Thì mình ghé quán mình ăn bún nước lèo miền Tây. Thì cái quán này cũng lần đầu tiên Huyền ghé thôi. Thì cũng nghe đồn nói nổi tiếng lắm, rất là ngon, cũng là đặc sản của miền Tây đó cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ vào thưởng thức cho nó sẽ ngon như thế nào nha. Con gái nè cô chú ơi, nó làm biếng nè cô chú ơi. Ừ.
cà phê sữa nè cả nhà, cà phê sữa miền Tây nha cả nhà. Thì em gái của Huyền á, nó uống cà phê ít sữa nhiều nha cả nhà. Cả nhà nhìn hấp dẫn không? Đây là bún nước lèo nè cả nhà. Đó thì cái này là người ta chỉ làm bún thôi, chưa để thịt nha cả nhà. Đó. Thì tổng cộng là 4 tô nè cả nhà. Thì cái nước lèo này, bún nước lèo này mình ăn với muối ớt nha cả nhà. À, còn đây là thịt quay nè. Còn đây là huyết. Rất là thơm cả nhà ơi, cái nước lèo rất là thơm cả nhà. Thì bây giờ Huyền sẽ gấp thịt quay Huyền bỏ vào nha. Rất là ngon. Hấp dẫn thật á. Thơm quá à, thơm mắm quá trời, ôi thơm mắm quá trời luôn. Thì giờ mình nặn miếng chanh vào nha cả nhà. Mình sẽ nặn miếng chanh vào. Bữa nay mua với số ngó đúng luôn rồi. Đợi một chút rồi cưng. Thì mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền nha. Vậy, cho miếng đậu chuối nữa vậy. Thơm quá thơm. Thơm quá thơm cả nhà. Dạ, ngon quá ta ơi. Vừa ăn rất là vừa ăn ngon. Ok. Cho thêm giấy đào nữa chú. Tiền mời cả nhà nha. Quyết nè mà, quyết hả? Ừ. Này. Quyết đi. Ngon quá. Không đúng ngon thiệt. Ngon. Tuyệt vời. Em mời cả nhà cùng thịt. Thôi tôi em giống phút nhiêu quá vậy. Bỏ hết. Chào bé. Vậy mà nó còn cay nữa. Quá thơm rồi, ngon quá. Không, cái này ngon thiệt nha. Cái này là ngon thiệt luôn á. Chứ không phải mà dở ra ngon nha, cái này là vừa miệng đó. Ngon. Sao nãy giờ thấy ăn được mà ngon không? Ngon hả? Rồi anh đó không ăn bún mắm anh? Sao vậy? Ăn cơm sườn no hả? À, anh ăn cơm sườn no, anh không ăn bún mắm nha cả nhà. Anh cứ ăn cơm củi. Ăn cơm củi. Rồi sao cưng ăn sao? Cảm giác như thế nào? Cái ngon không? Nhức nách luôn hả? Nhật ngon là Phước, ngon là Phước. Ngon không cưng? Số 1. Thì đã cạn rồi cả nhà ơi, ai cũng hết trơn nè cả nhà. Mọi người ai cũng hết nha. Rất là ngon luôn, mọi người ai cũng hết. Bây giờ mình lên xe xuất phát đi nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân gia đình Như Huyền đi chơi mùng 3 Tết nha. Giờ mình xuất phát nha cả nhà. Mình tới Bến Tre rồi cả nhà. Thì đây là những cái bình trà nè, còn trái dừa đó cả nhà. Đây là những cái bình trà bằng cái trái dừa nha cả nhà, bằng gáo dừa cả nhà. Thì rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Tuyệt vời không? Cả nhà thấy dễ thương không? Rất đẹp. Bằng gáo dừa, cây dừa đó đó cả nhà, đây nè. Đó, cả nhà thấy cái bình này đẹp không? Cái này là lộc nha cả nhà, cái bình này là lộc nha. Chữ lộc nè. Đó, cả nhà thấy không? Cái này để đặng mình để bình tích vô đó cả nhà, để đựng bình tích vô á. Để đựng những cái bình như vậy để vô nè, để mình. Đây là những cái bình trà cũng làm bằng dừa, cây dừa không đó cả nhà. Rất là đẹp ha. Còn đây là thịt dừa hay gì nè cả nhà. Dừa. Quá. Đẹp quá cả nhà ơi. Wow. Hay quá. Làm từ cây dừa không đó nha cả nhà. Ờ lấy cái đi. Nhìn cũng đẹp quá nè. Thì đây bán rất nhiều nón luôn nha cả nhà. Thì ông xã Huyền ông đang chuẩn bị mua nè. Cái này là nón. Là những cái đờn nè cả nhà. Những cái đờn rất cute nha cả nhà.
Bữa nay cả nhà đi tham quan với Huyền mùng 3 Tết những món đồ đẹp ở Bến Tre và Trà Vinh nha. À, đặc sản thì ở Trà Vinh là bún mắm nha. Còn đây là Bến Tre là những kẹo dừa đồ là với những cái món quà như vậy nè cả nhà. Thì ở đây là rất đặc biệt là làm từ cây dừa và gáo dừa nha cả nhà. Được, đẹp. Giống mấy ông đi thiến heo quá à. Ông xã Huyền ông lấy cái nón đó đó cả nhà. Đẹp nha cả nhà. Thì cây mai nè cả nhà, rất là đẹp nha cả nhà. Mai nè. Wow. À, hai ông đang uống nước. Sao, khỏe không? Thấy không hai anh, phải không? Đi vô dạo vòng mua gáo dừa về xài. Tất cả đều là bánh nè cả nhà. Đó, bánh mía. Đây là các loại mắm. Chao, mắm tép, mắm cá sặc, mắm cá linh. Quá trời nhiều luôn. Đặc sản quá trời luôn. Bến Tre thì đây là có kẹo dừa. Kẹo dừa là đặc biệt luôn nha cả nhà. Thì kẹo dừa nó nổi tiếng là kẹo dừa Bến Tre nha cả nhà. Wow, quá trời rõ luôn, rực rỡ. Đây là nem nè cả nhà. Đây là nem nè. Hả, nhà thấy không? Quá đặc biệt cả nhà ơi, ngon quá. Còn đây là bánh lá dừa nha cả nhà. Nổi tiếng là ở Bến Tre là bánh lá dừa Bến Tre nha cả nhà. Wow, 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 quá đã luôn. Cả nhà ơi, hấp dẫn. Đây, một nồi đang nấu luôn nha cả nhà. Một nồi đang nấu luôn, hấp dẫn nha, đang hấp luôn. Cái này nhiêu chục chị? 35 ngàn hả? 35 ngàn một chục nha cả nhà. À. Quá. Bánh lá dừa. Cả nhà ơi, thì cái này là 35 ngàn một chục nha. Mình sẽ lấy 20 nha cả nhà. Mình lấy cái nhân chuối, nhân đậu nha. Anh em nè. Thì cái này cũng là bánh tét nữa nè cả nhà. Đó, đặc sản nha, bánh tét nha. À, bánh tét là như đậu mỡ đó hả? À, cái này là như đó. Đó, bánh tét nè cả nhà. 60-70 ngàn đòn nha cả nhà. Rất là ngon luôn. Mấy cái này là đặc sản Bến Tre không nha cả nhà. Đặc biệt ở Bến Tre đặc biệt đây là dừa sáp nha cả nhà. Thì cái này là đặc biệt nhất là dừa sáp nha, Bến Tre. Đây dừa sáp nè. Huyền nghe nói dừa sáp nhưng mà Huyền cũng chưa từng ăn lần nào cả nhà ơi. Cái này như em trái ta. Dừa sáp mà có kẹo dừa sáp luôn. Có kẹo dừa sáp luôn cả nhà. Hả? Mấy cái này là đều là dừa hết hả anh? Đều là cây dừa với gáo dừa hả? Vậy hả? À, thì anh này là anh chủ nè cả nhà. Anh chủ bán nè cả nhà. Bây giờ thôi tụi em đi nha. Rồi, chào. Rồi, bye bye anh. Cảm ơn nha. À, mọi người leo lên xe về cả nhà.